thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng giỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên,
Ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ ba trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, 2 mặn, 2 canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ 1 ngày, bày 1 mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi, có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò,
miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tuy hoàn cảnh kinh tế từng nhà có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách sới cơm cúng ngày giỗ phải sới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, sới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiểu. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều, điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là quý nhật hay kỵ nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả,
để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước.
Vào ngày giỗ thường Cát Kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. 6 là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1 là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, 2 mặn, 2 canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ 1 ngày, bày 1 mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. 2 là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi, có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới 1 chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị
Nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều, điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là quý nhật hay kỵ nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên ông bà cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai gia lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng giỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác
để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ.
Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi. Có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.
ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều, điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là Húy Nhật hay Kỵ Nhật là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng giỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát. Sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục, thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc.
Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp. Nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc
cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu, dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng, gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi. Có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi. Người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Dỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng dỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước.
Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều, điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là Húy Nhật hay Kỵ Nhật là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên, và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng giỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất.
Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, 2 mặn, 2 canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân.
Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi, có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách sới cơm cúng ngày giỗ phải sới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, sới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là Húy Nhật hay Kỵ Nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên.
và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình dòng họ. Có nhiều ngày cúng dỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày dỗ đầu, dỗ cuối hay dỗ thường. Nếu như ngày dỗ thường có thể tổ chức cúng dỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám dỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai gia lễ hoặc sắm cúng dỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng dỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày dỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng dỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám dỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng dỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày dỗ khác, ngày dỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày dỗ đầu, hay còn gọi là ngày dỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng dỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng dỗ đầu là gì và cúng dỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày dỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng dỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám dỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng dỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày dỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng dỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ.
một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, 2 mặn, 2 canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ 1 ngày, bày 1 mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau.
Cúng dỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi, có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng dỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng dỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều, điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là quý nhật hay kỵ nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên, và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục
sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng dỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường,
ngày giỗ năm thứ ba trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi, có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét,
không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là quý nhật hay kỵ nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên ông bà cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai gia lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng giỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật
hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy,
ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, Phù Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu, dù ở gia đình nào, địa phương nào, cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng, gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi. Có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiểu. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo.
Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng dỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng dỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng dỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều, điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng dỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày dỗ còn gọi là Húy Nhật hay Kỵ Nhật là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng dỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng dỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày dỗ đầu, dỗ cuối hay dỗ thường. Nếu như ngày dỗ thường có thể tổ chức cúng dỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám dỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng dỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng dỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám dỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày
để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục, thì đến 100 ngày, việc cúng dỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày dỗ khác, ngày dỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày dỗ đầu, hay còn gọi là ngày dỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng dỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng dỗ đầu là gì và cúng dỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày dỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng dỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám dỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng dỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày dỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng dỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày dỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày dỗ thường, ngày dỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày dỗ năm sau của người mất gọi là ngày dỗ thường. Cách làm đám dỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày dỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày dỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng dỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày dỗ, bài văn khấn ngày cúng dỗ bố mẹ, cúng dỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày dỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày dỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày dỗ họ. Ngày dỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc dỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp.
nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu, dù ở gia đình nào, địa phương nào, cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng, gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi. Có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt.
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là húy nhật hay kỵ nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên, và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng giỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị, thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục, thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba,
là ngày giỗ đầu hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu.
Ngày giỗ đầu, dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng, gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi. Có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đổ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Dỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng dỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là Húy Nhật hay Kỵ Nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm,
tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng dỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên, và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng dỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày dỗ đầu, dỗ cuối hay dỗ thường. Nếu như ngày dỗ thường có thể tổ chức cúng dỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám dỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai gia lễ hoặc sắm cúng dỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng dỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày dỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng dỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám dỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng dỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày dỗ khác, ngày dỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày dỗ đầu hay còn gọi là ngày dỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng dỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng dỗ đầu là gì và cúng dỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày dỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng dỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám dỗ rất trang nghiêm và đủ lễ,
khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo, lịch sự, mang theo lễ vật cúng dỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày dỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng dỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày dỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày dỗ thường, ngày dỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày dỗ năm sau của người mất gọi là ngày dỗ thường. Cách làm đám dỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày dỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày dỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng dỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày dỗ, bài văn khấn ngày cúng dỗ bố mẹ, cúng dỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày dỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày dỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày dỗ họ. Ngày dỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc dỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp dỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc dỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày dỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng dỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng dỗ đầu. Ngày dỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, 2 mặn, 2 canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày dỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày dỗ 1 ngày, bày 1 mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám dỗ. Thứ hai là cách cúng dỗ thường.
Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn, chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi, có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là quý nhật hay kỵ nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên ông bà cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên, và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại
buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai gia lễ hoặc sắm cúng dỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng dỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang.
Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ ba trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi, có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm.
Tuy hoàn cảnh kinh tế từng nhà có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách sới cơm cúng ngày giỗ phải sới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, sới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là quý nhật hay kỵ nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên ông bà cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai gia lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này,
người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường, các kỵ
gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng dỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày dỗ, bài văn khấn ngày cúng dỗ bố mẹ, cúng dỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày dỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. 6 là ngày dỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày dỗ họ. Ngày dỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc dỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp. Nhưng cũng có họ yêu cầu góp dỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc dỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày dỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng dỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1 là cách cúng dỗ đầu. Ngày dỗ đầu, dù ở gia đình nào, địa phương nào, cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng, gồm xôi, gà, 2 mặn, 2 canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày dỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày dỗ 1 ngày, bày 1 mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám dỗ. 2 là cách cúng dỗ thường. Ngày dỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng dỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày dỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng dỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi, có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày dỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng dỗ, xới 1 chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày dỗ của ông bà cha mẹ,
các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng dỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng dỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng dỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng dỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng dỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng dỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày dỗ còn gọi là húy nhật hay kỵ nhật là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng dỗ tổ tiên ông bà cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng dỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày dỗ đầu, dỗ cuối hay dỗ thường. Nếu như ngày dỗ thường có thể tổ chức cúng dỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám dỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai gia lễ hoặc sắm cúng dỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng dỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác
để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỳ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ.
Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi. Có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.
Cúng dỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng dỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng dỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng dỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là Húy Nhật hay Kỵ Nhật là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng dỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng dỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày dỗ đầu, dỗ cuối hay dỗ thường. Nếu như ngày dỗ thường có thể tổ chức cúng dỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám dỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng dỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng dỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám dỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng dỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày dỗ khác, ngày dỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc.
Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày giỗ đầu, hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ
mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu. Ngày giỗ đầu, dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng, gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi. Có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đổ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt.
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều. Điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là Húy Nhật hay Kỵ Nhật là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng giỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng giỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày giỗ đầu, giỗ cuối hay giỗ thường. Nếu như ngày giỗ thường có thể tổ chức cúng giỗ trước một ngày hoặc hai ngày, thì những đám giỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng giỗ theo thọ mai ra lễ hoặc sắm cúng giỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng giỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng giỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày giỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng giỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám giỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng giỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày giỗ khác, ngày giỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba,
là ngày giỗ đầu hay còn gọi là ngày giỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng giỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng giỗ đầu là gì và cúng giỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày giỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng giỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám giỗ rất trang nghiêm và đủ lễ. Khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo lịch sự, mang theo lễ vật cúng giỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày giỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng giỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày giỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày giỗ thường, ngày giỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày giỗ năm sau của người mất gọi là ngày giỗ thường. Cách làm đám giỗ hay thủ tục sắm lễ cúng văn khấn nôm ngày giỗ thường cho ông bà cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày giỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng giỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày giỗ, bài văn khấn ngày cúng giỗ bố mẹ, cúng giỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày giỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày giỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày giỗ họ. Ngày giỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc giỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp giỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc giỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày giỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng giỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là cách cúng giỗ đầu.
Ngày giỗ đầu, dù ở gia đình nào, địa phương nào cũng rất được chú trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Các lễ vật gia chủ cần chuẩn bị là mâm cơm cúng, gồm xôi, gà, hai mặn, hai canh, hoa quả, hương nến, tiền vàng, quần áo giấy, ngựa giấy, hình nhân. Vì là ngày giỗ đầu nên cũng phải làm vài mâm cơm, ít nhiều phụ thuộc vào gia cảnh của chủ nhà để mời khách. Khách có lòng sẽ tự đến đặt lễ thắp hương cho người đã mất. Trước ngày giỗ một ngày, bày một mâm lễ mời người mất và gia tiên về dự lễ. Ngày hôm sau mới chính thức tổ chức đám giỗ. Thứ hai là cách cúng giỗ thường. Ngày giỗ thường được tổ chức hàng năm, còn gọi là cúng giỗ 3 năm sau khi mất. Quy mô vì thế cũng nhỏ gọn, đơn giản hơn. Chủ yếu là lòng thành của con cháu là chính. Cùng là một ngày giỗ, nhưng mỗi miền lại có cách làm cơm cúng và đãi khách khác nhau. Cúng giỗ nên cúng chay hay mặn đều được, phụ thuộc vào lệ mỗi nhà. Như ở miền Bắc, cơm cúng không thể thiếu con gà luộc và đĩa xôi. Có thể là xôi trắng, xôi gấc hay xôi vò đều được. Tiếp đến là khoanh giò lụa hoặc giò bò, miếng bánh chưng xanh, một đĩa nem rán và một món xào thập cẩm. Tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà, có thể làm thêm nhiều món hơn như các món nộm, món rau. Cách xới cơm cúng ngày giỗ phải xới đầy ắp chén cơm để thể hiện âm dương hòa hợp. Khi cúng giỗ, xới một chén cơm là đủ. Mâm cơm miền Trung có đôi chút khác so với miền Bắc. Người miền Trung thay bánh chưng bằng bánh tét, không dùng các loại nộm mà thay bằng đồ muối chua như hành kiều. Còn cơm cúng miền Nam thường giản dị hơn, vì người ta quan niệm người đã khuất thì cũng đã khuất rồi, người ở lại quan trọng là lòng thành. Vì vậy, dù mâm cơm có giản dị, nhưng khi đã đến ngày giỗ của ông bà cha mẹ, các con cháu dù ở xa cũng phải tề tựu cho đông đủ. Quý vị thân mến, cúng giỗ gia tiên là phong tục thuần Việt đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay. Ngày nay tuy có nhiều điều đơn giản hơn trong các nghi thức cúng giỗ, nhưng cơ bản chúng ta vẫn nên duy trì được những bản sắc vốn có, đồng thời gia chủ cũng nên đặt vào đó tấm lòng thành tâm kính cẩn để được đấng bề trên phù hộ và ban phước lành về cho gia đạo. Cùng với đó, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào dành cho chương trình, hãy để lại câu hỏi kèm theo số điện thoại ở dưới phần bình luận. Đội chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cúng giỗ ông bà cha mẹ như thế nào để được người âm phù hộ, tiền bạc ùn ùn kéo về? Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cúng giỗ là một truyền thống văn hóa đẹp của người Việt, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng tấm lòng kính trọng, nhớ thương sâu sắc của con cháu với tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Nếu như sinh nhật đánh dấu sự ra đời của một ai đó, thì ngày giỗ thường là dịp kỷ niệm khi có một người thân trong gia đình mất đi. Đây cũng là điều quan trọng nhất trong việc phụng sự tổ tiên, con cháu phải ghi nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với thế hệ đi trước. Tuy nhiên, khi xã hội đang ngày càng phát triển hiện đại hơn, phong tục cúng giỗ cho người thân dần bị biến tướng và mai một đi ít nhiều, điều này chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với tổ tiên. Vậy quý vị đã nắm được cách thực hiện tục lệ cúng giỗ một cách đúng đắn để gia đạo bình an, tài lộc dồi dào hay chưa? Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ngày giỗ còn gọi là quý nhật hay kỵ nhật, là ngày mất của một người tính theo âm lịch. Đây là dịp để con cháu và người thân hàng năm tổ chức cúng cơm,
tưởng nhớ đến người đã khuất, đồng thời cùng gặp mặt, nhận họ, nhận hàng và bàn bạc những công việc chung của gia đình, dòng họ. Cúng dỗ tổ tiên, ông bà, cha mẹ được coi là việc báo hiếu, là ngày con cháu tưởng nhớ đến công lao sinh thành, xây nền đắp móng của các bậc tổ tiên, và để cầu xin vong linh các bậc tiền bối phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia đình, dòng họ. Có nhiều ngày cúng dỗ dành cho người khuất như cúng 49 ngày, cúng 100 ngày, ngày dỗ đầu, dỗ cuối hay dỗ thường. Nếu như ngày dỗ thường có thể tổ chức cúng dỗ trước 1 ngày hoặc 2 ngày, thì những đám dỗ còn lại buộc phải tuân thủ những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai. Những nghi thức cúng dỗ theo thọ mai gia lễ hoặc sắm cúng dỗ đầu theo Phật giáo. Thứ nhất, cúng 49 ngày sau ngày mất như thế nào? Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi chết, linh hồn đi xuống địa ngục sẽ trải qua 7 quan môn địa ngục. Mỗi cửa sẽ được xét hỏi trong 7 ngày bởi Diêm Vương. Vì thế, sau 7 nhân 7 là 49 ngày, linh hồn mới được siêu thoát. Cúng dỗ trước hay sau ngày mất giúp người đã khuất được nhận hương quả để trải qua những kiếp nạn cõi âm. Trong thời gian 49 ngày này, người nhà của người đã khuất phải cúng kiếng hoa quả, tìm hiểu cách bày mâm cúng dỗ đúng lễ nghi, dọn mâm cúng hàng ngày, mời người chết về nhà. Đây là một nghi thức vô cùng quan trọng đối với tang gia, giúp người thân đã khuất của mình được thanh thản thoát tục. Về phần con cháu, họ thường tụng đọc kinh Phật hoặc bài văn khấn cúng ông bà tổ tiên bằng âm Hán vào ngày dỗ 49 ngày này. Ngoài những nghi lễ cúng dỗ trên ban thờ gia tiên, thông thường người nhà hay làm những mâm cơm đãi khách rất to, một mặt để thể hiện lòng thành với người chết, mặt khác để cảm ơn anh em, bạn hữu, hàng xóm đã đến tiễn đưa thân nhân của họ trong tang lễ trước đó. Đây là một cách đáp lễ vô cùng ý nghĩa và tế nhị thường thấy ở người Việt. Thứ hai, đám dỗ 100 ngày sau khi mất. Theo thông lệ, người ta cúng 49 ngày để giúp người mất thanh thản siêu thoát sau khi trải qua quãng thời gian xét xử nơi cửa ngục. Thì đến 100 ngày, việc cúng dỗ sẽ giúp phúc phần của người đã khuất thêm sâu dày hơn. Không tổ chức linh đình như các ngày dỗ khác, ngày dỗ 100 ngày thường tổ chức trong phạm vi gia đình. Mâm cỗ cúng bày gia tiên vẫn được sửa soạn chu đáo. Các bài văn khấn, kinh chú tụng dành cho người mất được con cháu cầu đọc. Thậm chí gia chủ có thể mời các nhà sư về để cúng dường trai tăng cho người mất. Dù không khí bi thương đã bớt đi phần nào, nhưng tình cảm và lòng thành dành cho người đã khuất không hề mất đi. Thứ ba là ngày dỗ đầu, hay còn gọi là ngày dỗ tiểu tường. Nhiều người chưa biết liệu cúng dỗ đầu vào ngày nào là chính xác. Cúng dỗ đầu là gì và cúng dỗ như thế nào? Câu trả lời là ngày đầu tiên sau một năm mất. Trong quãng thời gian này, không khí tang thương vẫn còn trong gia đình. Con cháu vẫn mặc áo tang hoặc đeo khăn tang trong ngày dỗ đầu một năm. Thậm chí vì quá thương nhớ người thân mà con cháu vẫn khóc thương buồn bã. Trong ngày cúng dỗ một năm đầu này, người nhà thường làm đám dỗ rất trang nghiêm và đủ lễ,
khách mời đến cũng phải ăn mặc kín đáo, lịch sự, mang theo lễ vật cúng dỗ, bày tỏ sự kính lễ đối với người đã khuất. Thứ tư là ngày dỗ hết tang, lễ đại tường. Tròn 2 năm sau ngày mất là lễ cúng dỗ hết, là ngày đánh dấu sự kết thúc của tang kỳ. Một thời gian dài trước đây, sau ngày dỗ hết, người nhà phải để tang thêm 3 tháng nữa mới là chính thức hết tang. Khi đó, thân nhân của họ được bỏ ban thờ vong để chuyển bài vị lên ban thờ chung với gia tiên ông bà. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều gia đình sau đúng 2 năm đã chính thức chuyển bát hương người mất lên ban thờ, chấm dứt để tang. Sau ngày lễ đại tường này, gia đình người đã khuất có thể trở lại sinh hoạt, tham gia hội hè, giao lưu văn hóa như bình thường. Gia chủ cũng có thể bày trí đồ đạc lại cho hợp phong thủy mà không sợ bất kính với người mất như lúc còn tang kỳ. Thứ năm là ngày dỗ thường, ngày dỗ năm thứ 3 trở đi. Sau khi chấm dứt tang kỳ, đến ngày dỗ năm sau của người mất gọi là ngày dỗ thường. Cách làm đám dỗ hay thủ tục sắm lễ cúng, văn khấn nôm ngày dỗ thường cho ông bà, cha mẹ cũng khác hơn so với những năm trước. Vào ngày dỗ thường cát kỵ, gia chủ sắm sửa chuẩn bị đồ lễ cúng dỗ, bày ban thờ, lên thực đơn nấu nướng những món mặn đãi khách, chuẩn bị những bài văn khấn gia tiên ngày dỗ, bài văn khấn ngày cúng dỗ bố mẹ, cúng dỗ cụ là những việc cần phải làm. 3 năm sau ngày người thân mất, sự đau đớn tiếc thương cũng đã vơi đi phần nào. Vì vậy, ngày dỗ không chỉ là nghi lễ dành cho người mất, mà còn là dịp để con cháu họ hàng tề tựu đông đủ với nhau. Chính những dịp như vậy đã giúp cho sợi dây tình thân được đan kết bền chặt hơn. Thứ sáu là ngày dỗ họ. Trong các dòng họ lớn thường có ngày dỗ họ. Ngày dỗ này thường được tổ chức hàng năm với sự tham gia của tất cả các con cháu trong dòng tộc. Việc dỗ họ thường được trưởng họ đứng lên đảm nhiệm và các thành viên trong họ có trách nhiệm đóng góp. Có họ chỉ tính suất đóng góp theo đinh, tức là nhà có con trai mới phải đóng góp, nhưng cũng có họ yêu cầu góp dỗ bình đẳng. Ngày nay, để duy trì những dòng họ lớn còn sinh hoạt với nhau là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc dỗ họ không chỉ nằm trong phạm vi của họ mà còn là một nét văn hóa đặc sắc cần được duy trì và kế tục. Quý vị thân mến, ngày dỗ cũng là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính hiếu nghĩa đối với các bậc tổ tiên. Nếu biết thực hiện đúng cách, sẽ chiêu dụ tài lộc, sức khỏe và vận may về với các thành viên trong gia đình. Ngược lại thì sẽ bị thần linh của trách, gia đạo bất an, sóng gió trắc trở trăm bề. Để giúp quý bạn chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn cho dịp cúng dỗ của gia đình mình, phù quý tài lộc sẽ